chiếu ra mắt bộ phim Himalaya của chúng tôi. Bộ phim Himalaya là một bộ phim lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật. Đây là một khúc ca bi tráng về nhà leo núi nổi tiếng Um Hung Jiu do diễn viên Han Sung Min thủ vai. Và nhất thấp hiệp của ông đã phải quay lại đỉnh núi Himalaya này để tìm ra ba người bạn. Chẳng may họ đã bị mất tích cũng như là họ đã qua đời ở trên đỉnh núi này. Và trong đó thì chúng ta có thành viên là Park Bon Sek do Jung Woo thủ vai. Đây là một cụ thành viên của nhóm thám hiểm và cũng là một bạn hữu rất là thân với anh. Đây là một hành trình rất là xúc động, không cần tính, không cần vinh quang và cũng không có một phần thưởng nào đền đáp cho những công sức của họ. Thân thiết trong một nhóm thám hiểm leo núi phải gọi là rất là nguy hiểm. Họ đã trải qua rất là nhiều khó khăn để đạt được những mục đích của mình. Và bộ phim này sẽ được chính thức khởi chiếu từ ngày 26 tháng 2 năm 2016. Cho nên là tất cả các vị khách quý ở đây, tất cả các anh chị ở đây là những người đầu tiên từng theo dõi bộ phim này tại CCTV. Đúng rồi. Đúng rồi, đáng sợ. Hơi nghiêm trọng. Bộ phim đang xem yếu tố nguy hiểm khác này, có những yếu tố hài hước để giúp khán giả sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà thật ra khi đến gần phút cuối thì các bạn chủ yếu là lấy nước mắt, nhưng mà cái nước mắt rất là nhiều, rất là buồn. Ngay cả khi những nhà tắm biển thì mình sẽ không đổi mà không thể đem xuống núi mà phải chôn lại được. Cảnh như đó rất là đẹp, vì thế nhưng mà anh đang xem vào đó rồi cũng sẽ có sự nghiêm trọng. Thank you.